đấy được cái phần là làm sao để tìm được target một sản phẩm trên kênh Facebook đúng không? Ba nhóm khách hàng. Rồi, ok, chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ nữa cho mọi người dễ hiểu hơn nhé. Đó là tại sao mà mọi người phải gọi là chúng ta sẽ phân loại nhóm khách hàng ra. Ví dụ ở đây thì trước kia có một anh học viên, anh ấy bán cái máy định vị ở trên xe máy á. Thì thực chất thì thông thường mà hỏi mọi người á, thì mọi người sẽ bảo thì tất nhiên là thằng nào có xe máy thì dùng thôi. Nhưng mà mọi người phải hiểu ngược lại như thế này này. Nếu như mà nó có xe máy á và nó có nhu cầu tìm kiếm á, thì cái sản phẩm ấy nó khả năng nó đã tìm ở trên Google rồi. Hoặc là khi mà chạy quảng cáo cho cái đối tượng mà có xe máy á, mà chưa có nhu cầu á, thì chúng ta lại phải viết hấp dẫn. Ở đây thì chúng ta có thể phân ra, tiếp tục phân ra thử ba đối tượng thử nhá. Ba đối tượng mà muốn sử dụng cái sản phẩm gọi là định vị xe máy đúng không? Thì đầu tiên á, đó là những người đi xe máy và họ sợ mất xe, đúng không? Và cái đối tượng này nó còn nhiều nữa cơ. Tiếp theo á, đó là những cái ông bố bà mẹ á, họ muốn quản lý con cái. Thì mọi người thấy là cái chuyện khi đấy thì ai là người dùng, ai là người mua ở cái chỗ này thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đây. Và cái đối tượng thứ ba nữa là những người vợ muốn quản lý chồng. Đấy. Tức là họ không biết gì về cái định vị, họ không lo mất xe, họ chỉ muốn quản lý chồng của họ thôi. Có đối tượng đó không? À, từng loại đối tượng thì phải lại đi từ sản phẩm. Tức cái này đang nói về suy luận, bởi vì là ở đây nhá, lưu ý nhắc lại một điều nữa. Không ai làm target giỏi bằng mọi người hết. Nếu như mà mọi người không hiểu là sản phẩm của mình bán cho ai á, và họ như thế nào, thì làm sao mọi người đi tìm target được? Mọi người chưa hiểu ngoài đời họ như thế nào á, thì làm sao mọi người tìm được target ở trên Facebook? Mọi người không thể tìm target ở trên Facebook nếu như mà mọi người còn ở ngoài đời, mọi người còn không hiểu được. Cái này thì mình không thể hướng dẫn cho mọi người được là cái sản phẩm mọi người thì khách hàng nào. Hay PP em không hiểu. Ok, cái chuyện phân loại mọi người thì mọi người có thể tự làm nhá. Và thông thường thì ví dụ bên em chẳng hạn thì nó có một cái file như thế này. Cái này là buổi đầu tiên thì bên lớp cầm tay chỉ việc họ học. Đây. Ví dụ ở đây chẳng hạn đó là ba đối tượng chẳng hạn. Tức là đối tượng thứ nhất là sắp cưới, đối tượng thứ hai là con nhỏ, đối tượng thứ ba là trung niên chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tương tự thì chúng ta phải phân được cái nhóm đối tượng khách hàng của mình. Bởi vì cái lối chết người của mọi người á, thông thường là gộp là một, nói chung là khách hàng của mình là gộp một chùm vậy á. Hoặc khách hàng của chị là ai? Khách hàng của chị là tuổi từ 25 đến 55. Ok. 25-55 thì làm sao mà làm content được? Làm sao mà làm target được? Thì tất nhiên là nó không tốt một chút nào hết. Ok, đây. Phương pháp á, cái này thì mọi người có thể giúp chị Lan Anh cái phương pháp, tức là xác định khách hàng của mình không? Bây giờ chị là người bán hàng mà, chị phải biết là mình sẽ định bán cho ai chứ. Hoặc là chị nhập sản phẩm về thì chị vẫn hình dung được là à, mình bán cho ai chứ. Bởi vì em cũng không biết là cái phương pháp nó như thế nào á. Bởi vì đó là trong cái khi mà mình bán một sản phẩm thì mình phải biết rõ là ai là người dùng, ai là người mua. Đấy. Đúng rồi, cái này phải biết bán cho ai. À, cái đó thì rồi. Ok, thôi được rồi. Thì mình thôi nói về cái chuyện phân loại nhé, bởi vì cái đó này mọi người tự làm, em không thể làm thay mọi người được. Ví dụ bây giờ mọi người bán đồng hồ cao cấp chẳng hạn, thì lại phải phân ra là đồng hồ cao cấp thì dành cho lứa tuổi nào.
Và lứa tuổi đó thì như thế nào? Ví dụ bây giờ là những chàng trai chẳng hạn, sành điệu, hay là những cái người đi làm có tiền rồi, hay những cái quý ông, thì cái đó thì thật sự em không thể phân tích giúp mọi người được nhá. Thì mọi người phải từ sản phẩm của mọi người và mọi người phân loại nhóm khách hàng. Thì ở đây mọi người lưu ý như thế này này, chúng ta phải xác định được ai là người mua, ai là người dùng. Ở đây có một ví dụ là nếu như mà theo mọi người thì nếu mà chụp ảnh cưới á thì ai là người mua, ai là người quyết định chụp, con gái hay con trai? Con gái hay là con trai là người chụp định quyết định? Con gái, đúng rồi. Ở đây là chúng ta không không phải cả hai, thường là con gái. Ở đây chúng ta sẽ có quy tắc là 80-20, 80% là con gái, và chúng ta chỉ tập trung vào đối tượng mà nhiều nhất thôi. Ở đây mọi người cũng hay sai lầm là độ tuổi mua hàng của chị là từ 18 đến 35, 18 đến 40, 50. Thì nói dài như vậy á, là chúng ta chạy quảng cáo thì rất là tốn tiền. Chúng ta chỉ tập trung vào cái phân khúc tuổi mà có 80% người mua hàng ở đó. Cái này nó tương tự chúng ta đi làm quảng cáo không khác gì về phát tờ rơi á, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta bán nhà mà chúng ta phát cho bọn sinh viên, chúng ta phát 1.000 tờ rơi ra thì được bao nhiêu đứa? Trong khi đó là cái tiền mà in 1.000 tờ rơi, cái tiền công mà đi phát đấy, đúng không, thì cũng như nhau. Vậy thì chúng ta lại phải phát cho đúng đối tượng chứ, và target trên Facebook á là làm như vậy đó. Thì nhưng mà lại quan trọng một điều, con gái là người chọn nhưng mà ai là người trả tiền? Ai là người trả tiền? Con trai. Đúng rồi, con trai. Không, đừng có mơ, con trai là người trả tiền. Vậy thì những cô gái á, mà hầu hết thì theo mọi người á, bây giờ chúng ta sẽ làm một bài là cưới tiết kiệm rồi là đỡ phải kéo cày trả nợ rồi này nọ á, thì chúng ta sẽ quảng cáo cho ai? Nếu mà chúng ta làm chụp ảnh cưới chẳng hạn đấy, bạn hãy tiết kiệm chi tiêu đi, hãy làm một bộ ảnh cưới vừa phải thôi, thì chúng ta sẽ dành cho đối tượng nào? Thông thường là con trai đúng không? Và nếu mà với quảng cáo một cùng là cái chụp ảnh cưới, nhưng mà nếu chúng ta quảng cáo cho con gái á, thì chúng ta phải nói về cái gì? Lãng mạn, đúng không? Một lần trong đời duy nhất, đẳng cấp đấy, để đời đó. Mọi người thấy là cùng một sản phẩm dịch vụ nhưng mà sẽ có hai đối tượng nó khác nhau, và cái cách làm content của mọi người cũng phải khác nhau. Đó là cái vấn đề của target theo content. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ nói này, tùy cái chụp ảnh cưới đó là đắt hay rẻ, và nếu như là cùng là phân khúc, ví dụ chúng ta về nói chụp ảnh cưới rẻ thì chúng ta sẽ hướng đến đối tượng khác, mà chụp ảnh cưới đắt tiền á sẽ hướng đối tượng khác. Thì tí chúng ta sẽ nói về cái đời sống tinh thần của họ. Ví dụ đơn giản thôi, bản thân em nhỉ, thì em đi máy bay thì em sẽ đi Vietjet, và có những người thì họ luôn luôn đi Vietnam Airlines bởi vì họ ghét Vietjet, bởi vì họ cái Vietjet ghế nó chật mà em không có tiền. Mà đó là về cái đời sống tinh thần thì em sẽ nói, đúng không? Chúng ta sẽ thấy là hai đối tượng nó khác nhau, hai đối tượng nó khác nhau. Hoặc là các đôi có tiền thì lại đi tuần trăng mật, nó kiểu khác rồi, cái đó em sẽ nói khác nhau. Và tương ứng nhá, khi chúng ta làm quảng cáo á, sau khi phân loại khách hàng, chúng ta phải xác định được cái tiếp nữa là mức thu nhập của họ. Thu nhập thì nó ứng với cái phân khúc, và cái thu nhập á nó sẽ ứng với cái cách họ sử dụng các dịch vụ. Ví dụ như nếu mà chúng ta có tiền chẳng hạn thì chúng ta sẽ mua quần áo của nhãn hiệu gì? Nếu ở đây mọi người có tiền, quần áo nam và nữ luôn, mọi người nam thì có cái thương hiệu nổi tiếng của nam, mà nữ thì còn nữ không? Đúng rồi, Adidas. Gì nữa không?
nếu mà họ có tiền. HM. Còn nếu mà không có tiền á thì họ có thích những cái đó không? Ít thích hơn, ít tương tác hơn. Đó là đơn giản là về mức thu nhập thôi. Mức thu nhập thôi. Thích vẫn thích nha, nhưng nên là cái sở thích tí sẽ nói là về nó lộn xộn. Tức là chúng ta phân biệt được là những người có tiền á thì họ là có những cái sở thích khác. Và chúng ta sẽ thấy này, tùy mỗi cái đối tượng khách hàng á thì chúng ta sẽ có cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của họ khác nhau hoàn toàn. Ví dụ mọi người dân văn phòng chẳng hạn, nếu mà chúng ta quảng cáo cho dân văn phòng thì chúng ta thấy giờ nào thì họ online nhiều nhất? Nếu mà dân văn phòng giờ làm việc, đúng rồi, đầu giờ và trưa. Ok, thì chúng ta sẽ thấy là mỗi cái đối tượng khách hàng khác nhau á. Nhưng mà nếu như mà mọi người nghĩ những người có tiền á, thì ví dụ bây giờ cùng là cái bạn gì bán đồng hồ cao cấp đi, mà chúng ta muốn bán cho ông sếp á, thì theo mọi người thì sếp, các sếp thì họ sẽ rảnh vào giờ nào? Phải sếp nha. Buổi nào đâu, mọi người đoán đi. Rồi. Ở chúng ta sẽ thấy là thì riêng cái việc đó thực chất thì là tùy cái sản phẩm mọi người bán thì ông sếp nó sẽ đấy. Và tiếp tục là mọi người sẽ thấy là cái chuyện mà dụ chúng ta sẽ bán cho mẹ bỉm sữa chẳng hạn, thì cái thời gian họ rảnh nó lại khác. Cùng một sản phẩm đấy, ví dụ bây giờ cùng là mọi người kinh doanh thời trang, cùng là đồ cao cấp hoặc là cùng là đồ, ví dụ đồ trung cấp chẳng hạn, ok, thì mọi người sẽ thấy mọi người chạy cho sinh viên này thì sẽ khác, mọi người chạy cho dân văn phòng sẽ khác, và mọi người sẽ chạy cho mẹ bỉm sữa sẽ khác, khác hoàn toàn nha. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là cái vấn đề là chúng ta phải xác định thói quen hàng ngày chẳng hạn. Tiếp tục đó là chúng ta phải xác định được cái thói quen mua sắm của khách hàng. Thì họ có thích mua hàng hiệu không, họ thích mua hàng chợ không. Và chúng ta phải để ý một cái nữa là đó là đời sống tinh thần của họ. Đầm bầu á. Đầm bầu nó cũng chia ra như vậy thôi. Bán cho ai? Độ tuổi nào? Chúng ta sẽ xác định về cái đời sống tinh thần của họ. Đây là đời sống tinh thần. Bởi vì là một đối tượng khác nhau, chúng ta sẽ thấy cái đời sống tinh thần nó khác nhau. Đây. Ví dụ bây giờ mọi người nghĩ thì nếu mà người giàu chẳng hạn thì con họ sẽ học ở đâu? Đồ nào cũng chị cũng phải suy luận như vậy chị ạ. Em không trả lời cho mọi người hết về sản phẩm được đâu, em chỉ hướng dẫn mọi người tư duy thôi. Đúng rồi. Trường quốc tế VinSchool đúng không? Nó có học tiếng Anh cho trẻ em không? Nó có học các cái phương pháp mà về, nói chung là các cái phương pháp mà mới trong cái học tập á, chắc chắn là có. Đơn giản thì bây giờ mọi người áp một khách hàng vào đây chẳng hạn. Đúng rồi, kỹ năng mềm nó này nọ. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là khi mà mọi người áp vào một khách hàng cụ thể á, một đối tượng khách hàng cụ thể á, thì cái bức tranh này sẽ khác. Mọi người có nhìn rõ được cái màn hình không? Mọi người có thấy được không? Cái bức tranh của khách hàng nó sẽ khác. Và thực chất thì chúng ta đang làm target á, là chúng ta đang tiếp cận từng cái mảng này thôi. Tí nữa nói rõ hơn mọi người sẽ hiểu. Ai không có hình mọi người có thể thoát ra vào lại, thoát ra vào lại, thoát webinar ra vào lại. Ok, thì đây là cái hình ảnh của khách hàng ở ngoài đời thực. Trước khi mọi người làm target bất cứ sản phẩm gì thì mọi người phải hiểu cái khách hàng ngoài đời thực. Đơn giản đi, ví dụ như là cái người mà đi xe Honda chẳng hạn với người đi xe Vespa thì nó khác nhau không?
mọi người nghĩ Honda và Vespa thì có khác nhau không? Nếu như hai đối tượng đấy khác nhiều đúng không? Và tất nhiên là chúng ta cái target vào hai đối tượng đó nó khác, sẽ khác. Đơn giản là họ dùng mỹ phẩm gì nó cũng đã khác rồi. Nếu như là chúng ta chủ yếu là tức là từ những cái họ cái hành vi của họ á, chúng ta sẽ suy ra được cái con người của họ. Ví dụ đơn giản là họ ở nhà gì nó cũng sẽ khác này. Sách họ đọc cũng sẽ khác. Bây giờ nếu mà mọi người tìm target cho một nhà đầu tư á, thì mọi người nghĩ họ những người có tiền thì mọi người nghĩ họ đọc sách về cái gì? Sách về cái gì? Kinh doanh gì nữa không? Làm giàu gì nữa không? Kinh doanh. Tiếp gì nữa không? Có gì khác những cái tên không? Tài chính. Đầu tư, cách sống, quản lý tài chính. Ok, mọi người làm rất là tốt target rồi đấy. Đó là cách mà chúng ta phải 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 tư duy được. Và ở đây mọi người phải lưu ý cái chuyện này này. À, về cái sở thích á thì chúng ta sẽ có hai loại, đúng không? Thông thường thì bây giờ chúng ta có gợi ý em chưa tìm thôi, có hết. Sách về cái gì có hết. Ăn gì cũng có, thậm chí là VTV là cũng có, thời tiết cũng có. Những ông nào xem HTV9 cũng có. Chắc chắn là có. Không, thậm chí là hội chăn rau chăn chuối mình còn có nhé, đừng có nói là những cái này. Chúng ta có thể target là họ dùng mỹ phẩm gì không? Có. Mỹ phẩm cao cấp, mỹ phẩm rẻ tiền. Có. Bạn này sẽ gửi video lại cho những người đăng ký. Mọi người yên tâm, mọi người có mail rồi thì sẽ thấy. À, ở đây mọi người phải lưu ý này. Thực chất thì khi mà mọi người làm target này thì mọi người sẽ vướng một cái sai lầm á. Đó là nếu mà chúng ta bán quần áo á thì chúng ta sẽ target những cái gì liên quan đến đến gần quần áo. À, lên không thì nó là vấn đề khác nữa, tí nữa em sẽ nói. Đắt hay rẻ nó nhiều vấn đề lắm. Ở đây thì nếu mà mọi người target như vậy á thì thực chất thì nó không đúng cho lắm. Thì tại sao? Bởi vì thực chất thì ví dụ họ thích thời trang thôi, đúng không? Thì họ vẫn thích mỹ phẩm mà. Họ vẫn có thích thể dục mà. Họ vẫn thích đọc sách mà. Họ vẫn hâm mộ ca sĩ mà. Thực chất là đều là họ cả, đúng không? Đây, mở cái slide này cho mọi người dễ hiểu. Đấy nhá. Thì mọi người sẽ thấy này, các cái sở thích thì họ sẽ không diễn ra đồng thời. Lưu ý nhá. À, tất cả các sở thích không diễn ra đồng thời. Giống như mọi người có chúng ta có tầm 5.000 bạn chẳng hạn. Thì cái điều đó không thể đồng thời chúng ta thấy quảng cáo của 5.000 bạn. Chúng ta tương tác với thằng nào nhiều nhất á thì Facebook sẽ ưu tiên hiển thị thằng đó. Cái này mọi người có đúng không? Chúng ta tương tác thằng nào nhiều thì Facebook sẽ ưu tiên hiển thị thằng đó. Có đúng không? Chứ mọi người có một lúc mọi người thấy 5.000 bạn không? Không có thấy 5.000 bạn đúng không? Chắc chắn rồi. Nên là cái sở thích của họ cũng vậy. Khi mà họ tương tác với cái gì họ gần nhất á thì Facebook sẽ ưu tiên hiển thị. Ví dụ bây giờ họ vừa mới check in đi xem phim xong thì tất nhiên là Facebook sẽ ưu tiên những cái hiển thị những cái gì liên quan đến xem phim. Nên là ví dụ chúng ta bán mỹ phẩm, chúng ta vẫn có thể target những cô gái đi xem phim. Chúng ta bán giày dép, chúng ta vẫn có thể target những cô gái đi xem phim. Đúng không? Xem phim thì có cái gì? Nếu mà target về xem phim.
mọi người target về xem phim xem hẹn hò CGV có target được không, Lotte có target được không, Galaxy có target được không? Được đúng không? Galaxy, rạp Galaxy chắc chắn là được. Rạp Galaxy có. Được, ok. Vậy thì chúng ta có thể, nếu mà một cô gái sử dụng mỹ phẩm thì có khả năng cô ấy có thể thích túi xách không? Có thể không? Có. Có khả năng là cô ấy thích mỹ tâm không? Có. Và thực chất thì chúng ta đang target vào những người thích mỹ tâm thì họ có thể thấy quảng cáo không? Có, đúng không? Chứ đây thực chất họ là một mà. Chẳng qua là chúng ta đang đi không hên xui nhưng mà có thể, còn chưa chắc hên xui. Hên xui bởi vì là họ thuộc cái target đó thì họ vẫn hiển thị quảng cáo mà. Chúng ta đang nói về lý thuyết á, còn cái phân phối thì chúng ta không thể biết Facebook phân phối thế nào, nhưng mà trong lý thuyết là có, chúng ta làm được cái target ở chuyện đó. Đúng không? Ok chưa? Thì chúng ta sẽ target được cái khía cạnh của họ. Mà luôn mọi người nhớ nhá, các sở thích thì sẽ chồng chéo. Và đơn giản thì bây giờ mọi người quay trở lại này. Ví dụ theo mọi người, những người nghe nhạc Trịnh thì như thế nào? Những ai sẽ nghe nhạc Trịnh? Theo mọi người, những ai nghe nhạc Trịnh? Mọi người nghỉ nghe nhạc Trịnh thì đứng tuổi đúng không? Đúng rồi. Hay ngồi cà phê đó. Ở đây thì, ở đây chúng ta đang có tổng cộng là 58 người trong cái lớp này, thì sẽ có cái chồng chéo về tệp khách hàng với nhau. Bình thường mà, ông này cũng có thể là người mua tiềm năng của ông kia. Bình thường. Rồi ví dụ bây giờ mọi người suy nghĩ tiếp thử là nếu mà những người ta thích Đàm Vĩnh Hưng thì độ tuổi nào, và họ có điều kiện không? Nên là chúng ta sẽ có chung tệp khách hàng với nhau nha, chứ không phải là sản phẩm khác nhau thì sẽ target khác nhau. Chung một đối tượng người mua mà. 35 trở lên đúng không? Có tiền không? Có tiền không? Theo mọi người, hầu hết những người hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng thì có tiền không? Có tiền đúng không? Và họ có thể mua đồ cao cấp của mọi người không? À không, ở đây là mình nói số đông nhá. Còn nếu như mà Tiến bảo thằng bạn em là sinh viên, ở đây mình chỉ xét đến là 80% đối tượng thôi. Còn nếu bây giờ bạn em sinh viên thì hầu hết sinh viên có thích Đàm Vĩnh Hưng không? Em phải hỏi câu hỏi ngược lại như vậy. Hầu hết sinh viên có thích Đàm Vĩnh Hưng không? Hầu hết người thích Đàm Vĩnh Hưng là khác. Không, đúng không? Hầu hết sinh viên không. Đó, sinh viên khác mà trẻ trâu nó thích khác. Chúng ta sẽ qua những cái người nghệ sĩ họ nghe này, chúng ta sẽ hình thành được cái tính cách của họ, hình thành được con người của họ, và thậm chí là chúng ta có thể biết mức thu nhập của họ. Vậy là ổn rồi, là gì nữa? Rồi, ok, đó là một cái bài tập nhỏ để mọi người tư duy về target nha. Đó, chúng ta gọi đó là đời sống tinh thần, đúng không? Thì chúng ta target được mà, thần thành thần mất rồi, hoàn toàn target được. Nhưng mà trước khi target được thì ở đây thì lưu ý mọi người này, mọi người đừng có nói về sản phẩm mà phải nói là ai là người dùng sản phẩm. Chết rồi, lại mất kết nối rồi.
người chờ chút nha, em đổi máy rồi vẫn bị. Lưu ý mọi người nha, tức là phải quan trọng là ai là người dùng ốp lưng, rồi ốp lưng cho mình là bán cho sinh viên, hay ốp lưng cho mình là độc lạ, hay ốp lưng cho mình ở độ tuổi nào. Bây giờ hỏi ốp lưng target như thế nào thì chịu chết. Mọi người phải tự tư duy được thôi. Ở đây chúng ta đang hướng dẫn cho mọi người tư duy nha. Ok, mọi người thấy màn hình được chưa? Mọi người thấy màn hình được chưa? Ok. Lưu ý nha, chúng ta không đừng có lặp lại câu hỏi là sản phẩm của em như thế này thì target ra sao nhá. Chúng ta đang học cách tìm target. Và muốn target được á thì phải từ sản phẩm nghiên cứu ra là đứa nào dùng sản phẩm. Lưu ý nhá, đừng có hỏi là sản phẩm thì target như thế nào, mà chúng ta phải tự phân tích là sản phẩm chúng ta thì đứa nào dùng. Đấy, ví dụ sản phẩm của chúng ta cái ốp lưng, nhưng mà nó là ốp lưng phổ thông. Rồi phổ thông thì ai là người dùng ốp lưng phổ thông? Rồi ốp lưng độc lạ, rồi thì ai là người dùng ốp lưng độc lạ? Hay là những cái loại ốp lưng cá tính, thì ai là những người dùng ốp lưng cá tính? Ví dụ những người dùng ốp lưng cá tính chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình có một cái ốp lưng hình đầu lâu đi, thì theo mọi người thì cái đối tượng nào là đối tượng sử dụng ốp lưng hình đầu lâu? Thích nhạc rock, ok, tư duy rất là tốt. Ví dụ vậy, ở đây là chúng ta đang đưa ra các giả thuyết thôi, giả thiết thôi, đúng rồi. Cầm đồ xả hơi đen, đi ba đi bùng, gãy nhảy gì đó đều vẫn được, hay là bọn trẻ trâu vẫn được. Đấy, ok, thì chúng ta phải tư duy như vậy nhé. Chứ mọi người đừng có tư duy là giờ ốp lưng người ta ghét như thế nào. Chúng ta phải phân tích ngược trở lại là ốp lưng chúng ta là có cái gì. Mọi người, em không bật được cái màn hình lên, cứ bật được một lúc là nó kiểu như máy nó yếu RAM hay sao á. Đang 8GB rồi mà giặt dẹo quá. Được một lúc là nó mất kết nối. Mọi người hiểu cái cách tư duy target mà đang muốn mọi người hướng tới chưa? Nếu mà hiểu rồi mọi người gõ số 1 nhá, hoặc là ok cũng được nhá. Tức là bước đầu tiên là chúng ta phải xác định là sản phẩm chúng ta có cái gì, và chúng ta sẽ bán sản phẩm đó cho ai. Cái đó là phải điều rõ ràng trước tiên đó, chứ đừng có ngoác lên kêu là sản phẩm thế này làm sao ta ghét được. Người chờ chút, cái mạng nó hơi chập chần. Đang i7 RAM 8GB đây mà sao nó như là... Ok, mọi người nhìn thấy màn hình được chưa? Máy này nó chạy không nổi. Chắc lần sau em phải nâng cấp cái con cao cấp hơn nữa. Dài gì à? Sát hơn là sao chị?
À, mọi người chờ chút nhá, mà cái máy nó tải không nổi. Mọi người có vần nghe thử em nói không? Không thấy hình rồi đúng không? Giải nghĩa sát chút là sao chị Lan Anh? Chị ghi rõ nó một câu nha, bởi vì chị nếu mà ghi dài ra là nó sẽ bị trôi ấy. Rồi, toi đời rồi. Không. Không, bởi vì là nó bị trôi thì em không không đọc kịp được, chứ không phải là hỏi sao chị biết vậy, nhưng mà nó bị trôi là em sẽ không không đọc được. Ok, mọi người lại thấy màn hình chưa? Thôi bây giờ em dùng cái hình ảnh thôi, bởi vì là cái live stream nó, tức là cái mà em chiếu máy tính em thì không 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 thể được. Nó tải không nổi á, nó load không được, em sẽ phân tích cho mọi người dần dần. Lần sau này em sẽ gửi slide sau. Rồi ok nhá, bây giờ thì chắc chúng ta sẽ đỡ bị rớt hơn đúng không? Bởi vì cái khi mà chúng ta làm trực tiếp màn hình á, thì nó hơi hơi bị gọi là nó yếu quá. Nó không tải không nổi. Ok, thì cái phần số 2 mà em tóm lại em muốn nói với mọi người á, là khi mà chúng ta muốn tìm target cho một sản phẩm dịch vụ bất kỳ á, thì chúng ta phải xác định là sản phẩm đó nó làm được cái gì và phục vụ cho ai. Và luôn luôn là chúng ta sẽ thấy là một các cái dòng sản phẩm khác nhau thì cũng đã target khác nhau rồi, khác nhau hoàn toàn. Và cho dù là một sản phẩm á, thì cái đặc tính mỗi sản phẩm lại có cái đặc tính khác nhau và ứng cho mỗi đối tượng khác nhau. Ví dụ đơn giản chẳng hạn, thì theo mọi người thì con gái mua MacBook thì họ thích cái gì? Thích cấu hình hay là họ thích vẻ đẹp? Đúng rồi, ok, đẹp sang chảnh. Nên là mọi người chắc chắn là chúng ta, nếu mà chúng ta làm cho đơn giản, chúng ta target được cho nữ giới thôi. Ở đây em muốn bàn, mình muốn bàn về cho mọi người đó là cái target ở cái gọi target mức cơ bản nhất đó, đó là target về nhân khẩu học. Thì con gái đều con khác nhau, con gái thì nó sẽ cần cái đặc tính về thẩm mỹ của cái sản phẩm đấy, nhưng mà con trai á thì cũng thích đẹp, nhưng mà họ sẽ thích cái gì khi mà họ sử dụng cái MacBook nữa. Hiệu năng, đúng rồi, và cái phần mềm bên trong đó dùng rất là tiện. Và ví dụ bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta bán với những người hay di chuyển thì chúng ta sẽ nói về cái gì ở cái MacBook? Nhẹ, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta bán cho những cái người mà dân văn phòng chẳng hạn, thì họ sẽ thích nhẹ hơn hay là thích về pin hơn? Pin lâu để làm việc đúng không? Thì mọi người thấy đó là một sản phẩm khác nhau thì dành cho đối tượng khác nhau, thì chúng ta bắt buộc phải có target khác nhau. Nhớ nhá mọi người nhá. Rồi. Ok, mọi người chờ tí em chụp cái bức ảnh lên để em tiếp cái phần, cái mọi người thống nhất được cái phần 2 này chưa? Mọi người hiểu cách cách tìm target rồi, còn đi vào chi tiết thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Tất nhiên là sẽ có hướng dẫn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được điều đó đã. Và đừng có bao giờ hỏi em là anh ơi một sản phẩm này target như thế nào, mà chúng ta phải hỏi là giờ sản phẩm này này phân tích ra ai dùng ai dùng ai dùng, và cái đặc tính đó thì phù hợp vào cái đối tượng nào thì chúng ta mới làm target được, đúng không? Rồi mọi người chờ chờ một chút.
Bây giờ có một cái vấn đề nữa thì vấn đề là như thế này. Đó là làm sao tìm ra cái này, mọi người nghiên cứu về cái nào là độ tuổi rồi. Còn một cái vấn đề nữa mà cực kỳ là quan trọng. Đó, muốn target được thì mọi người phải hiểu được là các cái câu lạc bộ, các cái cộng đồng họ tham gia. Ví dụ mọi người thông thường thì chung cư thì nó sẽ có các cái cộng đồng gì? Nếu mà chúng ta xác định những bán hàng những người ở chung cư. Cư dân, đúng không? Và nếu như mà thanh niên chẳng hạn thì họ hay vào các câu lạc bộ hay là cộng đồng gì? Nếu mà trẻ tuổi, con trai trẻ tuổi, gym, võ thuật, đàn ca sáo nhị, game, bóng đá. Và chúng ta có thể target được không? Phượt chuẩn luôn. Ô tô fan phải có tiền một chút. Tất nhiên là trong đấy cũng có trẻ trâu trẩu tre nhưng mà cũng phải có xe chứ. Nên là mọi người sẽ thấy nha, là chúng ta sẽ thấy là có các hội nhóm khác nhau. Có các hội nhóm khác nhau và nó sẽ chứa các tệp khách hàng khác nhau. Đó là cái phần 2 mà em muốn nhắn nhủ với mọi người. Chưa? Ok chưa? Ok, để chúng ta qua cái chi tiết hơn để tìm target này. Ok rồi, mọi người ấn ok nhá. Ok nhá, ok hết xem nào. Tại chúng ta đang còn 52 người. Tức là chúng ta phải có một cái tư duy tìm target như vậy. Chứ không phải là đi tìm target là cứ nghĩ một sản phẩm này rồi mơ màng này tìm target ra sao. Nó rất là khó. Cực kỳ là khó luôn. Rồi ok. Chúng ta sẽ qua cái phần thứ ba. Đó là ba cái bước để mọi người tìm target. Đó có phần 3 nhá. Ba bước để mọi người tìm target. Ok, đây em sẽ giới thiệu cho mọi người ba cái bước để mọi người tìm cái target. Bây giờ mà bật cái kia lên nữa lại rớt tiếp. Rồi mọi người chờ tí để em bật. Không, anh chắc chắn là sẽ không ví dụ về một cái sản phẩm đó. Em phải học cách tư duy thôi. Tức là mình phải tư duy là đồng hồ đó lại dành cho ai sử dụng và chúng ta sẽ làm tiếp tục. Còn nếu mà đi một sản phẩm như vậy thì không, bởi vì mọi người là người hiểu sản phẩm nhất mà. Bản thân mình có hiểu sản phẩm của mọi người đâu. Mà không hiểu làm sản phẩm thì làm sao mà làm được target. Nên mọi người đừng có đi xin target ở đâu hết á. Đâu rồi, mọi người chờ chút. Ok, bây giờ mọi người ghi cũng được. Bây giờ cái máy chúng ta sẽ có ba cái bước để mọi người tìm target. Đúng không? Đây từ từ em bật lên cho mọi người. Cái đó nó không biết cái nào nữa. Rồi đây mọi người. Mọi người thấy ba cái bước tìm target chưa? Thứ nhất là mọi người xây dựng chân dung của khách hàng ngoài đời thực. Mọi người có thấy hình ảnh về ba bước tìm target chưa? Thấy rồi đúng không? Rồi ok. Cái bước đầu tiên đó là xây dựng chân dung của khách hàng ngoài đời thực. Cái bước này thì đó là cái phần số 2 mà mọi người vừa làm á. Thì để mà làm cái phần xây dựng chân dung khách hàng ngoài đời thực này này thì chúng ta, một là mọi người phải tự suy luận.
Hai là mọi người phải đi khảo sát khách hàng của mình. Mọi người tự ghi nhận hoặc là khảo sát. Cái này thì thông thường ở các cái công ty nước ngoài ấy, thì họ trả rất là nhiều tiền cho cái nghiên cứu thị trường. Còn với mọi người hay là với cả bản thân em chẳng hạn thì chúng ta không có điều đó. Chúng ta nhỏ lẻ mà, tiền đâu mà đi nghiên cứu thị với cả trường. Không có đúng không? Thì chúng ta phải tự phân tích thôi. Đấy, và ở đây thì vừa rồi là hướng dẫn cho mọi người cách tư duy để xây dựng chân dung khách hàng ngoài đời thực rồi đấy. Họ ở đâu này, họ bao nhiêu tuổi này, họ có thói quen như thế nào này, họ sinh hoạt ở các cái nhóm nào này, ai là người mua, ai là người dùng này, có những cái cơ bản như vậy, họ ở cái nhóm. Ok, cái phần xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu ngoài đời thực, mọi người có câu hỏi gì nữa không? Đó là cái phần số 2 mà chúng ta vừa làm á. Tức là muốn làm được target thì đầu tiên là mọi người phải hiểu về cái khách hàng của mình. Và nói xin lỗi là chả thằng nào hiểu khách hàng của mọi người bằng mọi người cả. Và nếu như mà mọi người hỏi ai đó về target á, thì ví dụ mọi người hỏi em chẳng hạn, thì từ trường hợp là em đã làm sản phẩm đấy rồi thì em mới biết. Không có thì em cũng phải ngồi phân tích thôi. Bản thân em khi nhận một công việc, một dự án thì cũng phải ngồi phân tích, ngồi với khách hàng, ngồi nói chuyện với họ. Bởi vì khách hàng họ họ đôi khi họ rất là hiểu nhưng họ không truyền đạt lại cho mình được. Nên là phải xác định là chân dung khách hàng rõ ràng. Ok. Không, cái đó thì tí anh sẽ nói cho, tức là anh sẽ nói rõ hơn cái cách cách làm, tức là ở đây tí anh sẽ nói cái cách cụ thể luôn. Ở đây chúng ta xử lý cái phần tư duy cho mọi người cho xong đi, còn tí đi vào cụ thể sẽ có cụ thể. Ok, thì cái bước tiếp theo á thì dùng cái này, ông Tiến có hỏi đó là làm sao mà target cái đó lên Facebook được, đúng không? Thì cái bước thứ hai là chúng ta phải chuyển từ đời thực lên ảo, đúng không? Chuyển từ đời thực lên ảo, bởi vì không phải là cái gì ở ngoài đời cũng có ở lên Facebook hết á. Nhưng mà bây giờ mọi người như thế này, một cô gái văn phòng mà thích ăn uống thì họ sẽ like trang gì? Mọi người thử tư duy xem nào. Đúng rồi, foodie, ẩm thực gì nữa không? Có thể ta ghét cái nhà hàng nổi tiếng nào không? Đúng rồi, lo gì, chuẩn luôn. Địa điểm ăn uống món ngon mỗi ngày, bữa cơm gia đình, món ăn Việt, rồi check in tùm lum sẽ bèn. Vậy chúng ta có làm được không? Rồi bây giờ chúng ta có thể tìm những người thích đá bóng được không? Nếu mà thích đá bóng thì họ sẽ có khả năng like những cái trang gì? Thể thao, các câu lạc bộ đúng không? Chúng ta target được cầu thủ nổi tiếng, chuẩn luôn, chúng ta target được. Đó là chúng ta sẽ chuyển từ đời thực lên ảo. Fanpage câu lạc bộ, ok, tròn bóng đá đúng rồi, chúng ta đều target được. Đó, thì chúng ta phải chuyển được từ đời thực lên ảo. Ví dụ bây giờ con học trường nào chẳng hạn, thì không phải là, tất nhiên là trường quốc tế thì có rồi. VinSchool mọi người có không? VinSchool chúng ta target được không? Có bao giờ ai target VinSchool chưa? Theo mọi người thì chúng ta target được VinSchool không? Hoặc chúng ta thể target những cái người thích kỹ năng gì không? Những đứa trẻ mà học về kỹ năng mềm chẳng hạn. Chúng ta có một cái phương pháp học kỹ năng mềm hay là một cái kỹ thuật về học kỹ năng mềm không? Chắc chắn là có đúng không? Mà chúng ta chưa tìm ra thôi. Nên là cái bước thứ hai là chúng ta phải chuyển từ đời thực lên ảo.
chuyển từ đời thực lên ảo. Ví dụ bây giờ chúng ta định target cho bà bầu chẳng hạn, ví dụ chúng ta bán váy bầu đúng không, thì cái người mặc là bà bầu rồi đúng không? Rồi ok, vậy thì đầm bầu, những người bầu thì họ sẽ quan tâm vấn đề gì? Họ có quan tâm về con thông minh không? Họ có quan tâm, đúng rồi, sửa. Họ có quan tâm về sách dạy con không? Họ có quan tâm về thai kỳ không? Họ có quan tâm về vaccine không? Chăm sóc con. Họ có quan tâm giảm cân sau sinh không? Hay là có tâm cầm rạn da không? Có. Ok, thì tức là chúng ta phải chuyển từ đời thực lên ảo được. Chúng ta có thể target sửa được này. Sửa chúng ta target được. À, ví dụ như là Johnson Baby cũng target được này. Em nhớ là các hãng sửa là đều target được hết. À, cái đó thì chúng ta không thể target chính xác được. Tí nữa sẽ nói về cái target. Chúng ta chỉ cố gắng làm sao đến gần khách hàng của mình thôi. Gần khách hàng của mình thôi. Thì vậy thì chúng ta lại có thể xác định nhỏ lại. Thì bà bầu, chắc chắn những người bầu á, thì họ sẽ cần đọc về cái gì? Nếu mà chắc chắn những người bầu, theo mọi người bầu sẽ đọc cái gì? Gì nữa không? Dinh dưỡng cho con, kiến thức làm mẹ. Rồi ok, cái này thì mọi người tự tìm nhá, vì không ai tìm cho mọi người hết, mà chúng ta phải xác định là chúng ta sẽ chuyển từ đời, phân tích ai là người dùng, chúng ta chuyển từ đời lên ảo. Bà bầu có thích ăn gì không? Bà bầu có thích ăn hạt óc chó không? Có. Bà bầu có thích trứng đà điểu không? Có. Trứng ngỗng, trứng đà điểu. Thì cái đó mọi người tự tư duy nha, bởi vì mình không phải là bầu, mình không biết được. Nên mọi người tự tư duy. Ok. Bà bầu thích uống sữa bầu. Chuyển từ đời thực lên ảo. Ở đây là như thế này. Ở đây có một cái ví dụ. Nên là thì Tiến phải tìm cái nào mà Facebook nó có gợi ý thôi. Như đầu đã nói, đó là cái đời lên ảo thì sẽ có những cái không được, và mình phải tự tìm những cái liên quan. Không có cái nào hết. Chứ cái nào cũng được thì dễ quá rồi. Hôm nay chúng ta không phải ngồi với nhau ở đây. Đúng không? Chưa? Ok. Thì ở đây là chuyển từ đời lên ảo. Ở đây mọi người hiểu cái bước này không? Nhưng mà muốn chuyển từ đời lên ảo này á, thì thật sự để mà dùng, để mà target á, thì chúng ta sẽ rất là khó nếu mà chúng ta tự suy nghĩ. Nên là có một cái cách á, đó là chúng ta phân tích khách hàng của chúng ta. Mọi người có thể vào 10 người đang là khách hàng của mình, và chúng ta sẽ mở lên xem thử những cái trang họ like là gì, họ check in ở đâu, họ chia sẻ những cái bài viết gì. Và chúng ta sẽ thấy về cái chuyện là họ thích những cái gì. Chắc chắn luôn. Chứ cái phần mà đời lên ảo này thì mọi người có câu hỏi gì không? Cái này bắt buộc chúng ta phải gõ thôi, không có cách nào khác. Bởi vì là muốn làm một sản phẩm nó thì mọi người chắc chắn là phải đào sâu nghiên cứu rồi. Chứ không thể là lên mà nó có được. Chúng ta sẽ vào đó, chúng ta sẽ thấy. Và hiện tại thì giống như bên em thì bên em có một cái phần mềm. Và ở đây thì em không có cái video cho mọi người xem được vì em đang chuyển máy rồi. Tức là ở xác suất của em không có cái gì là chính xác cả. Đó là một trong những quy tắc tìm target. Không có cái gì là chính xác. Làm sao mà chính xác được em?
Tí nữa sẽ nói về cái phần chính xác. Ừ, đúng rồi. Quan điểm của anh là như vậy ấy. Độ tuổi khách vẫn ra. Tí nữa chúng ta sẽ nói cái phần target nó quan trọng như thế nào. Nói phần cái target nó quan trọng như thế nào. Thì tí nữa mình sẽ bàn bàn dần, chúng ta sẽ bàn dần. Tiếp tục nữa thì chúng ta bắt buộc phải đi test kiểm tra. Ở đây để mà ví dụ cái này chúng ta sẽ xem màn hình nhá. Hy vọng là chúng ta sẽ thấy được cái màn hình đoạn này. Tranh thủ. Rồi, ok. Đây là một cái ví dụ về cái target. Mọi người có thấy màn hình không? Rồi, ok. Thì đây là đang hướng dẫn cho mọi người cách mà gọi là chuyển khách hàng từ ở ngoài lên đấy. Thì mọi người lưu ý như thế này này. Cái cách mà thông thường mọi người làm target á, đó là mọi người sẽ gõ rất là nhiều và rất là lộn xộn ở trong này. Nào là giày, nào túi xách, nào là đầm bầu, nói chung là tùm lum tà la đủ các thể loại. Nên là lưu ý mọi người nhé, đây là một trong những quy tắc mà mọi người sẽ làm target. Thứ nhất là target Facebook đầu tiên là chúng ta phải làm đồng nhất. Đồng nhất là như thế nào? Đây, đồng nhất là như vậy. Ở đây thì mọi người thấy là nó đồng nhất về cái gì? Mọi người có thấy được màn hình không? Có đọc được chữ không? Mọi người thấy nó đồng nhất về cái gì? Mọi người thấy nó giống nhau về cái gì? Đúng rồi. Tức là nó liên quan đến cái trang mà thương mại điện tử họ mua sắm ở trên đó. Ở đây chúng ta đang phân tích là mẹ bỉm sữa. Thì khi mà phân tích mẹ bỉm sữa thì chúng ta có một cái lỗi thường xuyên mà khi mọi người làm target á. Đó là chúng ta không nhóm nhóm cái target lại mà mọi người sẽ nhập vào tùm lum. Nhập vào tùm lum và nhập vào rất là nhiều, và khi mọi người nhập tùm lum á thì nó ra một cái chuyện cực kỳ dở hơi là trong cái đám target ấy không biết cái nào tốt cái nào không hết. Đúng không? Nếu mà tốt á chúng ta cũng không biết làm sao mở rộng target. Thực chất thì ở đây sẽ có những người làm target rồi, biết target rồi, nhưng mà sẽ không biết mở rộng target ra làm sao. Tức là nhảy tốt quá thì không biết chọn cái nào. Đúng rồi. Nên là trước khi làm target á thì mọi người sẽ làm cái bước phân chia. Cái này thì ở đây thì nó không đủ thời gian để em cho mọi người làm cái bài tập target chung ở trên lớp. Nhưng mà ở đây em sẽ nói sơ qua nhé, về lý thuyết nhé. Tức là chúng ta sẽ phân tích này. Chúng ta sẽ phân tích về sở thích của bạn bè này hoặc khách hàng, hoặc nếu chúng ta chưa có sản phẩm ạ, chúng ta sẽ phân tích đối thủ, khách hàng của đối thủ. Và khi mà mọi người phân tích được á thì chúng ta sẽ tìm ra những cái điểm chung về target. Ví dụ họ đều thích mỹ phẩm, họ đều thích mua sắm online, họ đều thích đi phượt, họ đều thích xem phim. Mọi người hiểu ý em chỗ này không? Tức là chúng ta phân tích rất là nhiều khách hàng và thấy ra à, cái khách hàng của mình họ đều thích mỹ phẩm. Tức là ở đây là tức là mọi người sẽ phải phân tích. Cái này thì nó không có cái file cho mọi người. Tức là chúng ta sẽ tìm điểm chung khách hàng của mình ạ. Ví dụ như là Ngọc chẳng hạn, Ngọc đang bán đồng hồ. Thì Ngọc sẽ xây dựng hình ảnh của khách hàng ngoài đời thực. Sau đó Ngọc sẽ phân tích 10 đến 20 khách hàng online và Ngọc sẽ thấy những cái điểm chung của họ, ví dụ như họ đều thích chơi ô tô. Thì chúng ta tìm ra được một cái cây á, đó là họ chơi ô tô. Ví dụ chúng ta tìm được một cái cây nữa là họ thích về đi du lịch nước ngoài.
Đấy, thích đi du lịch. Tiếp tục nữa, chúng ta tìm được một cái cây nữa là họ, tất cả những khách hàng của mình thì đều thích dùng đồ hàng hiệu nha. Ví dụ chúng ta tìm ba được ba cái cây như vậy, thì ở đây thì tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái mẹ bỉm sữa này, thì chúng ta thấy tìm ra được cái cây đầu tiên đó, đó là họ đều thích các cái trang mua sắm online, đó là cái cây đầu tiên đúng không. Và chúng ta sẽ qua cái cây thứ hai chúng ta tìm được nhé, là tất cả họ đều thích ẩm thực. Đấy, thì chúng ta phải phân loại riêng ra, tức là cái gì mà về ẩm thực thì chúng ta sẽ cho vào một nhóm, cái nào mà về mua sắm thì chúng ta vào một nhóm. Đây là cái gì, mọi người tìm được cái cây ở đây không? Cây ở đây mọi người thấy có điểm giống nhau về cái gì? Đây là những cái gì họ đọc đúng không? Họ đọc về cái gì? Đúng rồi, không, phụ nữ rồi, cộng đồng. Đúng rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ phân loại, ví dụ chúng ta sẽ phân ra là cộng đồng. Đấy, thì nó chúng ta sẽ phân ra. Và đây nữa thì là về cái gì? Mọi người thấy nó giống nhau về cái gì? Đây thì tiếc là em không không có bảng để vẽ cho mọi người. Ok, và chúng ta sẽ thấy là đây là điểm chung, nó là gọi là về dùng đồ hiệu đúng không? Tức là mỗi khách hàng thì nó sẽ có những cái khía cạnh khác nhau, và chúng ta phải chia ra để phân tích. Chúng ta sẽ chia ra từng nhóm từng nhóm từng nhóm để chúng ta thử, chúng ta test. Với cái bước thứ ba là chúng ta phải đi test kiểm tra, còn không không thể có chính xác được biết là cái nào bán được cái nào không cả, bởi vì đó là một cái khía cạnh của họ mà. Nên là và cùng thời điểm này bán được thời điểm kia bán không được, bởi vì target mà, nó sẽ có chuyện hết tệp. Mọi người công nhận em rồi đó, nó sẽ hết tệp chắc chắn luôn. Nên là chúng ta không thể biết là cái cây về diễn đàn này tốt, hay là cái cây về ăn uống tốt, và hay là cái cây về mua sắm điện tử này tốt. Bắt buộc là chúng ta phải đi test, không có cách nào hết, chúng ta phải test. Test nhá, đó là cái bước thứ ba, tức là chúng ta test. Nhưng mà bây giờ mọi người phải lưu ý này, chúng ta sẽ có những cái nguyên tắc khi mà chúng ta sẽ làm target này. Không biết mọi người còn có thấy nữa không, ở bên này nó đơ rồi. Mọi người còn nghe em nói được nữa không? Ở bên này nó đơ cái chia sẻ màn hình rồi. Alo, nếu mọi người nghe được thì mọi người gõ phím 1 nhé. Lớn quá không tìm được. Ok, mọi người còn nghe được nữa không? Thế đó, máy nó lại đơ rồi phải sao?
Rồi ok, mọi người đơ quá. Ok, mọi người nghe lại được chưa? Nghe được mọi người gõ phím 1 nhá. Bởi vì em đang phải quay màn hình cho mọi người nên là nó khá là ngốn RAM. Quay cái này nó ngốn RAM. Ok. Lúc này chúng ta nói đến về cái chuyện mà test rồi đúng không? Đó là chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải nhóm lại các cái sở thích lại với nhau được. Bởi vì các cái sở thích này này thì nó không 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 phải cái này, tức là một bài viết nhưng mà chạy cho nhiều nhóm sở thích, tức là chúng ta chạy cho nhiều cái đối tượng khác nhau một bài viết nhé, không phải là một sở thích một bài đâu. Còn nếu mà chúng ta làm được mà target theo sở thích thì tốt quá, tức là chúng ta làm theo từng một bài, tức là từng bài cho từng đối tượng thì đó là điều quá tốt, và đó là cái điều mà em mong muốn mọi người làm, gọi là content theo target đấy. Ok, chúng ta sẽ đi cái phần tiếp theo nhé. Quy tắc đầu tiên trong tìm target Facebook đó là phải đồng nhất. Đồng nhất tức nghĩa là nó phải có những cái điểm chung trong một cái nhóm target. Đúng rồi, tốn lắm nhưng mà nó tốt. Ở đây tốn hay không nhưng mà quan trọng là chúng ta đừng có, bởi vì lúc này hình như Tuyền cũng có hỏi là chạy quảng cáo target ít thì đắt, thực chất đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng là lượng chuyển đổi có bán được hàng hay không. Chứ bây giờ mình thấy tương tác nó rẻ, mình chạy cho trẻ trâu chẳng hạn, mà cái tương tác nó rẻ chẳng hạn thì cũng chưa chắc đã ăn thua. Quan trọng là lượng chuyển đổi chúng ta bán được hàng hay không. Nên là tí nữa chúng ta sẽ nói về cái chuyện target đấy. Ok, thì bây giờ mà chia sẻ màn hình tiếp thì nó lại lỗi. Đúng rồi, quan trọng là chi phí đơn một đơn hàng. Lưu ý mọi người nhá, cái quy tắc tiếp theo ở trong cái tìm target nữa là chúng ta có một quy tắc đó là không biết gì thì đừng target. Thật sự, đó là lời khuyên. Đặc biệt là những cái target về tâm lý học. Không biết gì thì đừng có target, xong. Chỉ xác định đúng độ tuổi, đúng vị trí địa lý và chúng ta sẽ tách từng đối tượng khách hàng và làm content cho nó. Ví dụ chúng ta xác định là có 3 nhóm tuổi. Ok. Và mỗi nhóm tuổi chúng ta sẽ có thấy cái nhu cầu mua hàng khác nhau. Thì chúng ta nên tách ra thôi. Tách ra và làm target, tức là chúng ta có hai phần target. Thứ nhất là target về nhân khẩu học và thứ hai là target về tâm lý học. Thì chúng ta chỉ nên làm tốt, nếu mà không biết chúng ta nên làm tốt về thằng nhân khẩu học là được. Còn cái thằng tâm lý học á thì nó chỉ giúp mọi người gọi là tối ưu thêm chi phí rồi. Chứ còn ra đơn hay không ra đơn nữa thì nó không phải là do target, không phải là do target về tâm lý học. Nên là cái quan tâm ấy là không, cùng một phần do Facebook nữa, tức là nó phân phối ngẫu nhiên nữa. Còn SEO thì tất nhiên nó là điều tất nhiên rồi. Đó là nhớ nhá, là target thì mọi người không được quá nhiều này. Và mọi người không được đưa quá nhiều sở thích vào một cái target nhé. Tức là mọi người đưa quá nhiều sở thích vào một nhóm ấy thì cũng không nên. Bởi vì nó có một cái chuyện dở hơi á, là chúng ta không đủ ngân sách để chạy hết cái tệp đấy. Lưu ý mọi người nhé, chúng ta sẽ không đủ cái ngân sách để chạy hết cái tệp. Và khi mà chúng ta không đủ ngân sách á thì chúng ta sẽ, tự nhiên chúng ta sẽ đánh giá cái tệp ấy là nó không tốt, hoặc là chúng ta thấy chạy cái tệp đó nó tốt nhưng mà khi chúng ta bơm nhiều tiền vào thì nó lại không tốt nữa. Thì cũng một phần là đó là chúng ta test nó, tức là chúng ta đưa quá nhiều vào và nó tất nhiên là cái vấn đề này nó có nhiều chuyện nữa, nhưng mà nó là có một phần lý do về cái chuyện đấy. Quy tắc trong tìm target nữa đó là ở đây để cho mọi người ví dụ nha. Khổ, bây giờ cứ bật lên một phát là nó đơ. Máy yếu sinh lý quá. Cứ bật lên một phát chia sẻ màn hình là đơ như cái cơ. Đấy, tranh thủ chia sẻ. Bây giờ mọi người thấy màn hình được chưa? Tại hình ảnh thì cái slide này nó quá nặng, slide này nó là slide của nguyên một cái chương trình học, nó không nhét vào được.
Ok, ở đây nhá, ở đây cho mọi người làm một ví dụ nhá. Đây là chúng ta đang bán đồ lót. Chúng ta bán đồ lót. Đồ lót này nó là ở cái gọi là cùng cao rồi đấy. Theo mọi người thì bây giờ cùng một bài viết, cùng độ tuổi thì cái target bên nào sẽ tốt hơn? Trái hay là phải? Mọi người có gõ T hoặc là P. Theo mọi người trái hay phải sẽ tốt hơn? Phải, trái, trái, phải, trái. Ok, thì khi mà chạy thực tế á thì cái bên phải nó tốt hơn. Bên phải nó tốt hơn. Còn bây giờ mọi người sẽ có một cái câu, những người bên trái á, mọi người sẽ hỏi tại sao mà bên phải tốt hơn? Đúng không? Chả ai biết được, chả hiểu được, mà chúng ta cũng không cần hiểu. Hiểu để làm cái gì? Chúng ta chỉ cần biết là à, cái nhóm target đó bán được hơn thằng kia, giá comment ra rẻ hơn. Rồi thôi, bây giờ bởi vì chốt đơn thì chúng ta rất là khó, nhưng mà chúng ta biết được là cái bên này nó comment nhiều hơn, comment tốt hơn. À, mọi người lưu ý như thế này này. Ở đây thì mọi người sẽ thấy có hai cái trường phái target. Đó là target trực tiếp là cái bên trái. Cái bên phải là cái target gián tiếp. Gián tiếp tức nghĩa là chúng ta đang muốn target vào một, ví dụ mọi người thấy ở bên phải, ở bên trái á, đó là những người thích, thật sự là họ thích về đồ lót. Đúng không? Và khi mà họ thích về bộ lót á thì cái nguy cơ cao là họ sẽ bị ăn cực kỳ nhiều quảng cáo về đồ lót. Mọi người có công nhận về điều đó không? Có công nhận là nếu như những người bên tay trái á, thì có thể có nguy cơ không? Họ sẽ thấy nguy cơ, họ sẽ bị ăn quảng cáo đồ lót rất là nhiều. Và cái bên phải á thì nó không liên quan đến đồ lót, nhưng mà mọi người sẽ thấy đó là ở đây tại sao nó có, mọi người thấy nó có thể nó khác nhau, nhưng mà thực sự nó đồng nhất ở đây á, đó là đồng nhất về một khía cạnh, đó là xây dựng một hình thành hình tượng một cô gái trẻ đẹp thích chăm sóc bản thân. Mọi người có thấy điều đó không? Trẻ đẹp và thích chăm sóc bản thân. Nhưng mà bây giờ mọi người phải lưu ý như thế này này. Nếu như mà chúng ta đặt vấn đề ngược lại, đó là ai cũng không target trực tiếp nữa, tức là những người thích đồ lót không bị quảng cáo đồ lót nữa, thì khi đấy á cái thằng đồ lót sẽ không ai quảng cáo và chúng ta sẽ đi vào đó bán lại được. Nên là mọi người phải lưu ý nhá, chúng ta sẽ có một quy tắc tiếp theo, đó là trong target là chúng ta không có đúng và không có sai. Nếu mà chúng ta target đúng mà chúng ta không bán được hàng á thì chúng ta sai rồi, gọi là anh sai rồi á, em sai rồi, anh xin lỗi em đi ấy. Còn nếu mà chúng ta target sai hoặc chả liên quan gì á mà chúng ta bán được hàng á, tức là đúng. Mọi người có đồng ý với cái này không? Mọi người gọi là không đúng mà không có sai. Đúng không? Không có đúng và không có sai trong cái làm target. Nhắc lại nhé, không có đúng mà không có sai trong làm target. Đúng rồi, miễn là ra đơn. Chả có cái gì đúng sai khi làm target hết. Nếu một cái sở thích đó mà không thằng nào target vào, mình target thì lại ăn. Hoặc là nếu mà chúng ta tư duy cái target nó thông thường á thì thằng nào cũng làm như vậy. Nếu mà chúng ta tư duy target về thông thường, chúng ta chữ target thông thường thì lại chết. Ok rồi, chúng ta sẽ có một ví dụ tiếp theo nha. Bây giờ là chúng ta sẽ bán mì phẩm. Ở đây là mì phẩm nhập khẩu, mì phẩm nhập khẩu. Theo mọi người thì hai cái này thì cái nào bán được? Cái nào? Trái phải, trái phải, trái phải.
Ok. Rồi. Ok. Rồi 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 rồi. À, tiết lộ cho mọi người một cái bí mật. À, đó là hai cái thằng này thì không thằng nào bán tốt bằng một cái thằng thứ ba cả. Thằng thứ ba thì đó là về một cái nhóm khác thì bán tốt hơn. Nó như như vậy ấy. Em nhớ nhá. Nhắc lại một lần nữa nhá. Nhắc nhá. Target không có đúng và không có sai. Đừng có đi tìm target chính xác. Chả có gì là chính xác với target ạ. Bởi vì sao? Mỗi thời điểm á thì nó lại khác. Cùng một cái target đó nhưng mà lúc này bán được, lúc kia không bán được. Mà chúng ta đừng có quan tâm. Chả phải quan tâm. Cái nào đang lúc chúng ta bán được thì chúng ta bán. Cái target đó bán được. Thậm chí có thằng target cà rốt bán được. Nó bán máy thủy bình, nó target những người thích cà phê bán được. Chả phải giải thích, chả phải liên quan. Vì đó là một cái khía cạnh khách hàng thôi. Và nhiều khi nó có một vấn đề thế này. Cái target á thì ở Việt Nam nó không đúng. Bởi vì là cái từ ngữ nó không đúng. Target tất nhiên là đúng là hên xui thật. Target theo tâm lý học mà. Con người mình đây là sáng nắng chiều mưa thì mọi người làm sao bắt target đúng được. Có em, anh sẽ gửi video qua qua mail cho mọi người. Chưa, mọi người thống nhất là target không có đúng mà không có sai chưa? Chắc chắn nhá. Không có target đúng mà không có target sai. Chúng ta chỉ tìm những cái target bán được hàng mà không bán được hàng, chấm hết. Và chúng ta đừng có cố tìm hiểu là tại sao nó không bán được hàng. Mà chúng ta phải nhóm ra thôi. Chúng ta sẽ nhóm cái target lại. Nhóm. Nhóm các cái cụm target lại với nhau. Để chúng ta phải làm cái bước đó là chúng ta đi test. Đúng không? Đây. Mọi người thấy cái chỗ test kiểm tra không? Bắt buộc là chúng ta phải test. Đúng rồi. Chúng ta phải test nhá. Bắt đầu cái comment của người bắt đầu nó trôi chậm hơn rồi. Ok. Thì cái phần target thì chúng ta đã có thể hình dung được cái cách tìm target chưa? Em bên em đang bị thấy cái comment của mọi người nó chậm chậm hơn là cái bên kia. À, ở đây là sau khi mà mình tìm được target rồi á thì mình sẽ dùng và mình mở rộng target. Mở rộng target nhé, bởi vì là lúc đầu mình target ít mà. Rồi. Ok. Chưa? Phần 4 quy tắc tìm target chúng ta đã nắm được chưa? Chúng ta nắm được cái quy tắc tìm target chưa? Thứ nhất là không có đúng không có sai. Thứ hai là một nhóm target thì nó phải đồng nhất. Thứ ba là nó không quá nhiều. Đấy. À, UID thì tí nữa sẽ nói, tí nữa. Nó sẽ có công cụ để làm. Rồi, ok. Rồi.
Thì tiếp theo là cái phần thứ năm, đó là target nó quan trọng như thế nào. Thực chất thì kể cả là target bằng UID đúng không? Cái này chúng ta thấy có ba cái cách tìm target. Thứ nhất là chúng ta suy luận, là cái cách mà nãy giờ chúng ta đang nói rồi, đúng không? Cách tiếp theo là chúng ta sẽ target bằng UID. Thì ở đây chắc chắn là đã có những người target bằng UID rồi. Tức là chúng ta sẽ tìm những khách hàng chính xác và chúng ta sẽ lọc UID và chúng ta sẽ úp lên để chạy. Đúng không? Và chính xác như vậy rồi đấy. Nhưng mà chưa chắc mọi người đã bán được hàng. Nhá, tức là chúng ta tìm đúng đối tượng là một phần nhá, và có bán được không là một phần nữa. Đúng không? Nên là thì nó mới có những cái kiểu như là remarketing hay là nó thiên về cái chiến lược bán hàng, chiến lược cạnh tranh. Chúng ta phải tư duy được cái phần đấy. Ok, thì tiếp tục có một cách target nữa, đó là sử dụng Google. Google là như thế nào? Google là như thế này. À, người ta tạo ra một cái website, sau đó người ta tích hợp pixel vào, giờ pixel Facebook ở đây, pixel Facebook nói luôn là có những người không hiểu, tức là nó là một cái mã theo dõi của Facebook mà chúng ta sẽ gắn vào web, giờ khi gắn vào web như vậy á thì tất cả khách hàng vào web thì Facebook sẽ thu thập được nếu mà người ta đang mở Facebook. Thì người ta sẽ dùng Google và dùng SEO từ khóa. Tức là khách hàng sẽ chuẩn luôn đúng không? Khi mà bạn quảng cáo, mọi người quảng cáo Google thì chắc chắn là họ sẽ có nhu cầu. Và chúng ta sẽ thu được cái tệp, đúng rồi, pixel. Chúng ta sẽ thu được cái tệp khách hàng chính xác luôn, đúng, có nhu cầu. Nhưng mà cái tệp đó nó quá ít, thì chúng ta muốn lớn lên thì chúng ta sẽ trong trong quảng cáo Facebook nó có một cái chức năng đó là look alike, nhớ nha mọi người nha. Tức là chúng ta có cái chức năng đó là look alike, tức là nhân bản cái tệp đó ra thành một cái tệp lớn hơn đấy. Thì tức là nếu mà chúng ta có tệp khách hàng cũ á, đặc biệt các bạn bán hàng từ lâu đời đấy, thì chúng ta bỏ vào đó và chúng ta look alike ra thì hiện tại chạy cũng tốt, chạy cũng ổn. Còn đợt này Facebook nó hơi lộn xộn thì thật sự hơi khó về cái vấn đề đấy. Đúng rồi, tệp càng nhỏ thì cái độ chính xác càng cao. Lúc online thì mọi người lên Google tìm hiểu thêm nhá, bởi vì không có thời gian để nói về cái lúc online nữa, bởi vì bây giờ đã muộn lắm rồi, 23 giờ rồi. Ok, vậy thì về cái target chúng ta sẽ điểm qua lại mọi người nhá. Em sẽ cố gắng chia sẻ màn hình. Rồi càng chia sẻ càng đơ. Lờ chút nữa vậy. Ok, mọi người thấy được cái màn hình chưa? Nó đơ như cái cờ ấy. Khóa thực chất thì nói thật, nếu mà bây giờ mọi người đi học chẳng hạn thì mọi người nhận được cái, nói chung là mọi người mua cái kinh nghiệm và mua cái thời gian người dạy, còn mọi người có thể tự học chả sao cả. Ok, vì thực chất thì nếu mà em dạy về target cùng đường này thì hơn là được các bạn đi học thì được nhận được sự hỗ trợ thôi, và em sẽ có những cái kinh nghiệm mà em chạy sản phẩm thôi, chứ không. Cách tìm target thì nó sẽ có một số phần mềm hỗ trợ, nói chung là tất nhiên là có hơn. Ok, thì chúng ta sẽ quay về cái công cụ hỗ trợ để tìm target. Thì cái công cụ thì nó có hai công cụ, thứ nhất là từ Facebook, thứ hai là từ bên ngoài. Facebook là như thế nào? Thì trong Facebook thì giờ em nói sơ nhá, bởi vì cái này thì nó không
không không ấy được nữa, bởi vì là nó không đủ thời gian, muộn lắm rồi. Từ Facebook á, thì chúng ta có một cái công cụ gọi là Facebook Audition Insight, hay còn gọi trong trình quản lý quảng cáo bây giờ á, thì nó sẽ có cái tên là thông tin chi tiết về đối tượng. Thì trong đó thì Facebook nó sẽ hỗ trợ cho mọi người cái phân tích người dùng. Ví dụ chúng ta có thể phân tích những người like trang của chúng ta chẳng hạn, nếu trang chúng ta đã đủ lớn. Hoặc là mọi người có thể phân tích được những cái tệp khách hàng của chúng ta chẳng hạn, tệp số điện thoại, tệp email, phân tích được nếu mà tệp đủ lớn. Còn tiếp theo nữa là chúng ta có một cái công cụ bên ngoài. Công cụ bên ngoài này thì bây giờ em đổi cái máy rồi nên là nó không cho mọi người thấy được. Tức là bọn em có một cái công cụ này thì tức bọn em viết, không phải bọn em viết mà là em thuê người viết, nói chính xác là như vậy, em không biết về code. Thì nó sẽ ví dụ bây giờ chúng ta có 10 khách hàng, thay vì phải nghiên cứu thủ công từng người một, họ thích cái gì, nhóm nào truy cập được, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là, mọi người chờ tí em gửi cái file qua máy thì mọi người sẽ thấy nhá. Mọi người chờ một chút, em sẽ gửi cái file cho. Đây cái file này mọi người nhá. Mọi người còn thấy màn hình được nữa không? Đây. Thì đây là một cái phần mềm mà bên em làm. Hiện tại thì cái này chỉ lưu hành nội bộ thôi. Tặng cho các học viên. Cái này là chỉ hơn là mọi người làm thủ công thôi. Đây. Ở đây thì nó sẽ phân tích một lead UID của khách hàng. Đấy. Đây. Nó sẽ phân tích một lead UID khách hàng này. Thì nó sẽ ra hết tất cả những cái trang họ like và ra hết tất cả những cái group họ tham gia. Mục đích đó là chúng ta nghiên cứu họ nó tốt hơn. Và tất nhiên là chúng ta có thể ở trong này thì nó sẽ ra được cái tổng like của trang và những cái trang lớn đó, thì chúng ta sẽ đưa được vào cái target. Ở đây thì em đang để cái tab gọi là tab group để em chụp nốt cái tab, bởi vì con này thì bọn em viết nó nằm ở bên máy của Windows á, mà đây người chờ em chút thì em chụp luôn cho. Đây. Đây là cái tab mà về like, về fanpage. Ví dụ ở đây là mình đang chạy thử nghiệm cho hình như tầm 10 10 11 khách hàng á. Đấy, thì nó sẽ có cái danh mục trang rồi, nó sẽ có tổng like thì chúng ta sẽ xuất ra file Excel và chúng ta sẽ chạy được. Cái này thì cái phần mềm này hiện tại thì trên thị trường nó cũng cũng không có. Mà bọn em thì viết nó cũng chưa xong nên chỉ có thể lưu hành nội bộ thôi. Đấy. Thì đó là cách bây giờ nếu mà không có phần mềm á, thì mọi người có thể nghiên cứu thủ công. Thủ công, tức là chúng ta nếu mà được thì mọi người nghiên cứu tầm khoảng từ 10 đến chẳng hạn đến 20 khách hàng thủ công. Và nếu nghiên cứu được á, thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều điểm hay trong này. Ok. Thì chúng ta sẽ
Tóm tắt lại cái phần chúng ta đã đi trong cái buổi hôm nay này, đó là target như thế nào thì chúng ta không nói đúng không? Target là cái gì thì chúng ta hiểu rồi, bắt nguồn từ đâu rồi, có thể target được gì rồi, thì chúng ta có file rồi. Nhưng mà lưu ý mọi người á, duy nhất á, đó là muốn tìm target á thì phải nghiên cứu và phân loại khách hàng, và muốn phân loại nghiên cứu khách hàng được thì lại phải nghiên cứu từ sản phẩm, đi ra đó. Và chúng ta sẽ có tiếp theo là ba bước để chúng ta tìm target: xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu, chuyển đời thực lên ảo, và chúng ta sẽ test kiểm tra, đúng không? Thì chúng ta sẽ có bốn quy tắc để tìm target. Thứ nhất là không có đúng, không có sai. Thứ hai là đồng nhất một khía cạnh. Thứ ba là không quá nhiều. Và cái cuối cùng, cái quan trọng nhất là không biết thì đừng có target. Ok. Đó là toàn bộ cái chương trình của chúng ta. Mọi người có câu hỏi gì không? Mọi người có hiểu cái cách mà chúng ta tư duy để làm target chưa? Nếu như mà mọi người học viên thì mọi người inbox và sẽ gửi cho học viên. Cái này chỉ áp dụng cho học viên apply, mình không không share short. Cố gắng là sẽ chắc phải trưa ngày mai mới có được. Thì sẽ soạn sẽ gửi lại cho mọi người. Sau này thì có nhiều anh chị học viên nhưng mà cái phần mềm thì cũng chưa gửi hết cho mọi người đấy, nên là ai mà học viên thì inbox để lấy phần mềm. Và lưu ý là phần mềm thì hiện tại là nó chỉ viết ở trên Windows thôi, còn mấy ông MacBook thì chịu quá. Ok, thì đó là cái phần chia sẻ của em về cái buổi về cái target hôm nay. Được không? Đấy. Thì nếu mà mọi người không có câu hỏi gì nữa thì em xin kết thúc chương trình tại đây, bởi vì là giờ nó cũng muộn lắm rồi, sợ mọi người lại ngủ gật mất. Và toàn bộ cái video này thì em sẽ gửi qua mail cho mọi người. Ok mọi người. Cái video này thì em sẽ quay lại và em sẽ gửi, nếu mà không có sự cố gì á thì em sẽ gửi qua cái email cho mọi người nhá. Và mọi người đã hiểu được cách tư duy để mọi người tìm target chưa? Chứ còn thực sự thì nó thực sự không không thể mà tìm target cho mọi người được. Nói như vậy thôi, thật sự em không thể tìm target cho mọi người được. Target của ai thì người đó phải là người tự tìm thôi, và bắt buộc là chúng ta phải nghiên cứu này, và nghiên cứu xong thì chúng ta phải đi test kiểm tra nhá. Chứ còn đừng có xin ai target cả, bản thân em làm target thì cũng làm y như dạy mọi người vậy thôi, như là em chia sẻ đây, không có một cái gì hết. Ok. Thì tiện đây thì em cũng thông báo luôn, nếu như mà mọi người ai muốn học về Facebook chẳng hạn thì cái lớp cầm tay chỉ việc bên em thì nó sẽ khai giảng vào tháng 4, thì mọi người có thể vào trang cương bích.com để xem. Thì nó tất nhiên là mình target không thì thật sự nó chưa thể chúng ta chạy quảng cáo tốt được, thì nó rất là nhiều phần.
Nên là nếu mà mọi người muốn có một người hỗ trợ, muốn mua thời gian và kinh nghiệm của người dạy thì chúng ta có thể tham gia cái lớp Facebook cầm tay chỉ việc, và nó sẽ học theo tên sản phẩm của học viên luôn. Mọi người nhớ nhé, cái lớp ấy là lớp duy nhất là học trên sản phẩm học viên. Thì mọi người lưu ý, em nhờ mọi người chút nhá. Mọi người ở đây thì trong cái bài đăng mới đây của mọi người của em nhá, thì tí nữa mọi người vào cho em giúp cái phản hồi của mọi người trong cái chương trình hôm nay nhá, để lần sau thì chắc em sẽ đầu tư một cái máy tính nó mạnh hơn. Cái bài viết ngay ở trên trang chủ của em ạ, tức là em sẽ đầu tư một cái máy tính mạnh hơn. Ok, vậy thì nếu mà mọi người không có câu hỏi gì nữa thì em xin phép được kết thúc chương trình tại đây nhá, và toàn bộ thì em sẽ gửi gửi qua cái mail cho mọi người. Mọi người vào nhớ vào bài cho em đánh giá cái buổi chúng ta học hôm nay nhá. Chào mọi người. Ok, mọi người chúng ta chào nhau nhá. Chúng ta gõ hai đi, chúng ta gõ ok đi cũng được đi. Chào tất cả mọi người nhá, thì cố gắng tuần sau thì em sẽ có một cái chủ đề gì đó hay ho hơn. Hay ho hơn để chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Và tất nhiên là cái máy nó sẽ mạnh hơn. Máy này nó yếu quá, yếu không 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 ra gió được. Mình cũng cùng bực. Xin lỗi mọi người là về cái sự cố kỹ thuật nhá, rất rất là xin lỗi mọi người. Ok, được rồi, anh sẽ có cái chủ đề. Ok, cái này sẽ gửi qua mail cho mọi người nhá. Rồi, chào cả nhà. Chương trình xin được kết thúc tại đây.